đây thì tôi chắc là tôi sẽ hỏi anh Tuấn trước ạ. Thì có một bạn hỏi là đối với các doanh nghiệp nhỏ thì làm sao mình có thể ứng dụng kỹ thuật số cho doanh nghiệp của mình được? Nó có sự khó khăn nào không anh? Thật ra thì hiện nay các bạn biết ở ngoài nó có những cái khái niệm là doanh nghiệp kinh doanh một người đó, thì các bạn cũng có nghe nói nhiều. Đó chính là nền tảng của việc ứng dụng công nghệ số vào việc kinh doanh. Kể cả có những doanh nghiệp hiện nay có những gia đình, những cá nhân họ đang kinh doanh nhập khẩu những cái sản phẩm hoặc là kinh doanh rau sạch mà chỉ có một hai người làm. Thì thật ra các bạn nghĩ ngược lại, kỹ thuật số chính là một cái công cụ mà giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí nhiều nhất và chúng ta tăng hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là kỹ thuật số chung chung, mà vấn đề là mô hình kinh doanh chúng ta là gì. Chúng ta sử dụng công cụ gì để phù hợp với cái kiến thức, cái năng lực của mình. Về kỹ thuật số thì các bạn thấy rất là nhiều những cái kỹ thuật khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn phải giỏi trước là phần online marketing. Những cái cơ bản như SEO, Google, Facebook là các bạn phải tương đối hiểu rồi. Video marketing, rồi cao hơn nữa các bạn có thể ứng dụng những cái công nghệ CRM như của bạn ở đây. Thật ra cũng không mắc lắm các bạn. Hiện nay là sử dụng công nghệ cloud hết rồi. Chúng ta có thể thuê account chúng ta sử dụng. Và cái hay của những cái công nghệ này là nó giúp cho chúng ta bớt được cái số lượng nhân viên rất là nhiều và nó tự động hóa phần nào đó công việc kinh doanh của mình. Cho nên càng nhỏ thì càng nên ứng dụng kỹ thuật số nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Và một câu hỏi tiếp theo, và tôi biết là câu hỏi này của một cái người rất là xinh, rất là đẹp. Đặt câu hỏi là doanh nghiệp tôi nhỏ xíu à, áp dụng được gì từ Haravan hay là Anbuddy đây? Tại vì mình chắc chắn là vừa rồi mình nói về case của Vinamilk, rồi chị nói OneShip, thì thực ra là doanh nghiệp mà nó nhỏ quá thì có thể làm được gì với Haravan hay không, và Anbuddy hay không? Rồi, xin phép làm trước cái nha. Thực ra nhỏ thì càng nên dùng Haravan nhiều hơn. Thực ra cái case trình bày nãy hồi cho mọi người chia sẻ mọi người về cái Vinamilk hay là gì, để mình thấy được là hiện giờ về cái quy mô, để cho mọi người thấy được cái câu chuyện về Omnichannel. Nhưng mà nhỏ làm Omnichannel càng tinh gọn hơn. Thực ra to hay là nhỏ nó không khác biệt, khác nhau đây là quy mô thôi. Về tính năng, về công việc, về chức năng, về vận hành, mọi thứ đều có như nhau hết. Chẳng qua có thể một người làm ba việc, nhưng mà nó đều ba nhóm việc thôi. Thì cái việc nhỏ càng nên sử dụng Haravan. Dạ. Thì chắc là câu trả lời của em cũng sẽ tương tự như câu trả lời của anh Hồ. Là vì thực ra những cái sản phẩm này của tụi em á, lúc đầu là sẽ nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại sao? Tại vì doanh nghiệp vừa và nhỏ mình không có nguồn lực nhiều. Một người mình làm nhiều việc lắm. Cho nên là khi mà sử dụng công cụ thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Mình tăng hiệu suất lên. Và dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì mình đều có một cái đối tượng chung, đó là khách hàng. Thì khi bạn có khách hàng thì bạn đều muốn là hiểu được người ta hơn, cũng như là muốn biến cái khách hàng mà đã mua hàng của mình rồi trở thành một khách hàng trung thành. Và chính vì chính những công cụ này sẽ giúp bạn làm được cái điều đó dễ dàng hơn. Dạ, tại vì thật ra là trong bài thuyết trình của chị An với lại cả anh Hồ thì rất là khiêm tốn nói về hai nền tảng của mình. Và tôi hiểu câu trả lời vừa rồi có nghĩa là cái giá tiền để mình có thể sử dụng thì nó rẻ, đúng không ạ? Đúng vậy không chị? Dạ. Dạ, tôi hỏi một câu hỏi, có một chị hỏi một câu hỏi cho anh, tôi xin đặt câu hỏi cho anh Trần Anh Tuấn. Là anh Trần Anh Tuấn thì là đã nhiều năm làm việc với lại Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Thì cũng có một cái câu hỏi là làm thế nào để các doanh nghiệp và cũng như là các khởi nghiệp mình có thể gặp gỡ, kết nối nhau để mình có thể mình có thể sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Thì anh có ý kiến gì về việc này không ạ? Thực ra thì các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta lại cần phải tạo ra những cái cộng đồng. Bản thân tôi trước đây là một thành viên 5 năm của BNI, tức là chuyên về doanh nghiệp nhỏ thôi. Bây giờ tôi đã rời rồi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có những cái công nghệ truyền thống kiểu networking như vậy. Và bây giờ các bạn trẻ lại có một cái thứ công nghệ networking online nó còn khủng khiếp hơn nữa. Tại sao chúng ta không cộng đồng được? Và vấn đề là chúng ta đặt ra luật chơi như nãy tôi trình bày từ đầu, cái affiliate marketing của chúng ta liên kết tiếp thị dựa trên nền tảng gì. Chúng ta có thể networking chung và chúng ta chia từng nhóm nhỏ để chúng ta cộng đồng với nhau. Vấn đề cuối cùng là giá trị khách hàng, chúng ta tăng giá trị như thế nào và chúng ta cộng đồng theo những luật chơi phù hợp. Tôi nghĩ nếu các bạn có ý này thì tiện lúc nào đó tôi có thể chia sẻ các bạn về cái cách làm networking đó, cũng không khó lắm. Dạ.
Câu hỏi tiếp theo ạ, là của một anh hỏi là doanh nghiệp của tôi hiện đang kinh doanh trong ngành thức ăn chăn nuôi. Kênh phân phối chính hiện nay là thông qua hệ thống đại lý thú y, nhân viên thị trường và đối tượng là nông dân trang trại chăn nuôi. Bây giờ ứng dụng cả Omnichannel và Contact Center CRM và Marketing 4.0 thì cần lộ trình như thế nào? Câu hỏi này khó ạ. Cần lộ trình. Câu này chắc phải ngồi với nhau một cái mà hơi bị dài á. Thôi nhưng mà nói một cái đơn giản đi. Thực ra là làm nhiều kênh cuối cùng cũng để đi tiếp cận khách hàng, cũng để cho cái sự hiện diện thương hiệu mình đến khách hàng thôi. Và chúng ta xem lại coi là khách hàng chúng ta đang nằm ở đâu. Chọn kênh, đừng có cố chọn nhiều kênh. Chọn nhiều kênh tốn nguồn lực lắm, làm không nổi đâu. Chọn ít kênh thôi, mà kênh nào mà khách hàng chúng ta tập trung đông nhất, chọn kênh nó đánh trước đó. Và xem cái điểm hứng của kênh nó nằm ở đâu. Và chọn cái công nghệ phù hợp nhất để tham gia vào đó. Chứ đừng có làm nhiều, đã trải nghiệm vụ này rồi, làm nhiều sợ lắm, làm ít thôi. Mà chọn kênh nào mà khách hàng đông nhất, tập trung vô đó, khai thác và xây cái điểm hứng cho nó tốt. Thực ra nãy giờ tôi nhận đến phải 5 câu hỏi là hỏi là cái Contact Center và cả Haravan có kết nối được với nhau không nếu mà mọi người muốn xài chung. Dạ, thực ra bây giờ đã có kết nối rồi. Các anh chị có thể lên kho ứng dụng của Haravan và tìm Antibody thì nó có cái ứng dụng là gọi miễn phí. Là mình gắn cái nút gọi vào trang web Haravan của mình ấy ạ. Để khách hàng lên trong trang website thì bấm gọi là đến mình liền. Và về phía mình ấy thì mình có thể nhận cái trên điện thoại di động luôn. Nên là bạn các anh chị có thể là mang cái contact center theo người mình. Đi đâu cũng có thể nghe nhận được cuộc gọi của khách hàng cả. Và những cái phần này là đều đang miễn phí nha các doanh nghiệp. Cho nên mọi người có thể là trải nghiệm thử. Đó là miễn phí hả chị? Hồi nãy em nói rẻ. Mà không, đang miễn phí luôn. Vâng. Thì anh chia sẻ chúng chia sẻ thêm cho các anh chị chút xíu về Haravan hay là Anbubby vậy. Công nghệ bây giờ mọi người hướng nó về giống như là một cái platform vậy đó. Tức là mở ra và nhiều bên cùng kết nối với nhau. Nó giống như là các anh chị đang làm kinh doanh, các anh chị cũng là nhập hàng bên này, sản xuất, tiêu dùng. Tức là có nhiều đối tác cung cấp nguyên liệu để tạo ra được một sản phẩm. Thì công nghệ online bây giờ, mấy cái platform nó cũng như vậy. Nó cũng open ra và các bên cùng gắn với nhau. Tại vì mỗi bên sẽ làm tốt nhất một cái chức năng đó thôi. Và bên khác sẽ làm tốt về cái công việc đó. Và những cái bên công nghệ sẽ kết nối nhau thành một sản phẩm. Thì bạn câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề tư duy về marketing 4.0 thì tôi xin chia sẻ một ý này thôi. Ở cấp độ vĩ mô khi chúng ta nói về tầm nhìn sứ mệnh công ty mình, làm thế nào các bạn chia sẻ được những cái sản phẩm thức ăn chăn nuôi đó hướng về hướng xanh, hướng sạch. Chúng ta đi bảo vệ người tiêu dùng, chúng ta muốn tạo ra một thế hệ thức ăn mới. Những cái đó và kèm theo những chương trình mà hiện nay marketing có lẽ nặng nhất, hay nhất đó là marketing bằng đào tạo, bằng giáo dục, người ta gọi là education. Thì thông qua những cái chương trình email, thông qua những cái tương tác bằng contact center, chúng ta có thể cung cấp thường xuyên những kiến thức về chăn nuôi, đặc biệt là về những cái thức ăn sạch, thức ăn xanh. Thì tôi nghĩ rằng là thông qua những cái công cụ mà các bạn trẻ ở đây cung cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận người tiêu dùng bằng một cách thông minh hơn, cao cấp hơn, và họ sẽ tìm được cái sự thu hút đối với khách hàng, thiện cảm của họ đối với mình. Dạ, xin cảm ơn ba anh chị ạ. Và chúng ta sẽ có cái phần giải lao 15 phút vào giữa chương trình ngày hôm nay. Cho nên các anh chị nếu như có những cái câu hỏi mà vẫn chưa giải đáp được thì mình có thể liên lạc trực tiếp với các anh chị ở đây để chúng ta có thể giải đáp hơn. Do chương trình có hạn, rất là xin lỗi tất cả các anh chị. Và phần chia sẻ vừa rồi chúng ta sẽ kết thúc phần panel 1 ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Yeah.